Chào tất cả anh em, thì hôm nay ngày 19 tháng 7 ha. Mình có lên cho anh em một cái lô phụ kiện nè. Đấy, cái lô này hàng mình thanh lý được hết anh em. Thì cái này là dây PE anh em, dây PE với lại dây cước. PE với lại cước Nhật với lại lữ câu cá tra nè. Đấy, thanh lý được một số lữ ha. Lữ này đẹp lắm anh em. Đầu tiên mình quay cái dây trước ha. Cái dây thì ở đây mình có được những cái size nè, anh em có thể thấy ha. Mình có từ cái size 0.6 ha, số 1. Mình quay chi tiết cho anh xem ha. Nè. Size 1.0 nè. Là 0.16 mm thì cái size này cho anh em lure nè. Lure ha, gắn máy ngang lure á, ngang máy đứng luôn. Những con máy tầm 2000. Size 2.0, size 3.0 ha, đủ hết. Rồi đến những cái size lớn nè. 5.0 nè. Dây bây giờ ha, thì cái này là dây mới nha anh em. Dây này thì nó mịn lắm, nào anh em xem nè, đẹp lắm nha. Thì những cái dây này á, dây PE với dây PE với lại dây cước á, mình bán đồng giá 100.000 cuộn hết luôn nha anh em. Cái này là mình ship từ hai cuộn ha, anh em lấy hai cuộn mình mới ship ha, tại vì nó ít á. Đấy, xe 6.0 nè. 100.000 cuộn ha, thì một cuộn của nó là 100 m. Xe 7, xe 9. Ở đây nó ghi ha. Nó ghi tại cá 36 kg nè, 7.0. Thì cái này mình cũng có ít thôi, một size vài cuộn thôi anh em. 9.0 nè, size này lớn nhất nè. 0.55 mm ha. Cái này là PE, cái thằng này là thằng PE 7 màu nha anh em. Thằng này là 7 màu ha. Anh em nhìn nè, đủ màu trong chứ. Đây là PE 7 màu thì anh em cứ alo bảo mình chốt dây PE 7 màu số mấy đó, mình có ghi ha. 6.0, 3.0, 2.0 đủ hết. Còn cái này là dây PE Tulumen X9 ha, Superline nè. Dây này là size 0.6 ha. Cái size bé để cho anh em câu cần tay chợ máy á. Câu cần tay chợ máy hoặc là anh em câu mấy cái cần mà câu suối á anh em. Cần những cái size mà size bé ha. Thì cái này ha. Đây mình tháo ra cho anh em xem. Dây này thì nhìn nó mịn lắm. Đây, anh em nhìn thấy không? Nó rất là mịn. Đấy, đẹp lắm nha anh em. Nó bóng nó mịn lắm, size 0.6 nè. Chắc lắm. Thì cái này vẫn là 100.000 cuộn ha, mình bán đồng giá anh em. Thì cái này nó có size là 0.6, 0.6, 0.8, 1.0 thì có mấy cuộn à? 0.6, 0.8 nè. 1.0 ha, có mấy cuộn à. Rồi đến cái dây này, dây PE X8 này thì vẫn là 100.000 cuộn luôn. Đây. Nó cũng rất là mịn nha. Đồng giá 100.000 cuộn ha. 100 m. Cái này là size 0.8 nè. 0.8 ha, size nhỏ cho anh em gắn máy 1000 á. PE nhỏ thì anh em hỏi nhiều lắm. Thì hôm nay mình về đường ít PE nhỏ ha. Size 0.8, 1.0 nè. 1.2 nè. 1.0, 0.6 ha. Thì nó cũng có mấy cuộn thôi anh em. Thì nó có mấy màu, nó có màu màu kiểu màu đỏ như này, màu xanh và màu xanh lá cây ha. Đấy, xanh như này nè. Trên này cũng tương tự ha. Và mình có một cuộn cái này cũng là bơ nè, bơ hay cáp
Này bê cùng này là 20 m. 20 m, size này là size 1.0 ha. Cái này anh em làm linh á. Cuộn này mình bán cho anh em là 50k ha, nhưng mà lấy kèm á nha, lấy kèm mình mới gửi nha anh em. Đây là những cái dây mà dây hẻo, thẻo linh ha. Thẻo linh của thằng Fudo Carbon nè. Made in Japan ha anh em, thì cái mấy cái này mình thanh lý được. Nó rất là đẹp. Dây mịn đẹp lắm. Không chấm 30 ha, không chấm 30, size 3.5 ha. Thì cái size chuẩn để anh em làm linh, anh em câu tay nè. Hàng này là hàng chuẩn anh em nha, 100.000 cuộn ha, 50 m. Thì mình có ít thôi. Cái này có chứ tầm hai mấy cuộn gì, hai mấy 30 cuộn là hết rồi, có như đấy đấy. Đó. Thì anh em lấy từ hai cuộn mình mới gửi được nha anh em. Thì cuối cùng á là mình gửi đến em một ít lưỡi nè. Lưỡi này là lưỡi cái size chuẩn để anh em câu cá tra luôn nha anh em. Lưỡi này bén lắm. Đấy anh em có thấy nè. Thấy chưa? Thấy phơm nó làm chưa? Xuất sắc chưa? Cái size này là giống cái lưỡi đen mà cái lưỡi mà 4.000 bữa mình bán á, mà cái này mình thấy chuẩn hơn nữa. Thì lưỡi này là hàng của công ty ha, thanh lý ha. Nó đi da băng nè. Có một số nó bấm cái tem này, một số nó không bấm ha, nó như nhau nha anh em. Tại vì cái này trong kho nó chưa có bấm cái tem mà. Còn cái tem này nó đã treo lên kệ nó bán này, nó bấm tem ha, nó một thứ như nhau ha. Đây là lữ size số 20, 20 của nó thì nó ghi đây nè, nó ghi đây trong đây là size 20 nè. Lữ này mình có test thử ha, ok lắm. Đây mình đo thực tế đây á, là cái đường kính nó là 20, 19 năm 20 á. Nó dài là 35 nha anh em. 35 ha, 35 nhân 20, 19 20 á, tầm đấy đi. Nó bén dữ lắm luôn nha anh em. Bén mà cái form của nó lên chuẩn. Thì cái size này á là cái size chuẩn để anh em câu sông hồ. Anh em câu cá tra rồi đó thì lấy cái size này size chuẩn luôn nè, anh em câu bè rồi đó. Đây mình tháo ra một cái cho anh em xem, mình quẹt con miếng mà nó chảy máu cái chỗ này của mình nè. Đây cái phơm lử đây em có thấy ha. Thì cái này mình bán cho anh em giá là bịch như này anh em nhé, một bịch là 50 lưỡi thì mình bán cho anh em là 150 ngàn, thì mình bán cho anh em chỉ có 3 ngàn một cái thôi nha anh em nhé, 3 ngàn một cái ha. Thì cái giá rất là tốt luôn, anh em giờ đi mua ra tìm đồ câu mua mấy cái lưỡi mà lưỡi mấy cái lưỡi hấp xanh, lưỡi rẻ rẻ mà hứ mấy ngàn hộp đó, lưỡi mà 10 ngàn hộp đó, thì anh em mua lẻ cái lưỡi cũng mấy ngàn rồi. Nó bán anh em bèo cũng phải 1.500 2.000 cái. Đó, anh em thêm ngàn nữa anh em mua cái lưỡi này anh em câu sông hồ. Rất là bén luôn ha, bén lắm. Cái phơm thằng này nó làm thì cũng giống giống cái lưỡi set của thằng BKK vậy đó. Nhưng mà thằng này nó không có dẹp hơn thằng kia thôi. Chỗ này nó hơi bo hơn xíu. Thì mấy thằng công ty này thường nó làm cái phơm giống giống nhau hết nè. Thằng nào nổi tiếng thì nó sẽ kiểu nhái nhái nhau á. Nhưng mà cái lưỡi này là chắc nha anh em, mình có test rồi ha, cứng dữ lắm, cứng luôn á, mình thấy là cứng hơn những cái lưỡi mà so với tầm giá trên thị trường á, hoặc thậm chí những cái lưỡi mắc hơn luôn, nó vẫn cứng hơn luôn. Thì mình thấy ok ha, mình về được ít cho anh em ha. Cái này nó cũng không có nhiều đâu, nó có chắc cỡ
ít hộp như này chắc cũng cả mấy trăm, hơn ngàn cái đó, rất là đẹp ha. Thì mình bán 3.000 lữ. Em lưu ý nha, là lữ này á, là một bịch như này mình mới ship nha anh em, là 150k ha, 50 lữ, 150k 50 lữ mình mới ship ha. Đây mình tháo ra cái này cho anh em xem để anh em nói là khác. Cái hàng trong kho thì nó không có, nó chưa có bấm cái mạc này lên, nó cũng như nhau à, một loại một ha. Đấy, tương tự nha anh em, không khác nào trên đó. Đấy, hai hàng như nhau ha. Cái size cũng như nhau luôn em, mình lấy chỉ có một cái size anh em thông dụng câu thôi. Thì anh em hay câu sông hồ, câu cá tra rồi đó, thì anh em hay lấy cái size tầm 19 mm, 20 mm đó, bề ngang á, thì nó chuẩn là nó tầm cái ngón tay cái mình nè. Đó. Thì cái lưỡi này nó vừa câu ha. Lưỡi này mình câu đa dạng luôn, đều đủ thể loại hết á. Thường câu ngâm sông hồ hoặc anh em tấm nho rồi lấy cái lưỡi này là nó vừa. Nó không quá bự mà cũng không quá nhỏ, nó vừa. Đó. Thì mình giới thiệu sơ lược cho dạ. Bán lắm. Giới thiệu sơ lược cho anh em ha, mình về được ít lữ với lại ít PR ha. Anh em chốt cái nào báo mình anh em nhé. Đấy, đẹp lắm, xuất sắc. 3.000 lữ quá rẻ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha. Em lưu ý là chốt cái dây nào á thì anh em báo cái size, như cái này á là dây PR 7 màu nè, anh em báo mình là chốt dây 7 màu size 6.0 hoặc là size 0.6 là size bé ha. 6.0 là size to. Hoặc là dây dây X9 à, dây X9 nè à, dây X9 là số mấy thì có mấy cuộn ha. Hoặc là dây X8, X8 với lại X9 ha. Còn cái thằng này là dây cước, này là cước Phuno Carbon ha. Cước thì nó chỉ có size 3.5 thôi đó. Rồi, chào toàn thể anh em nhé.